Hai Như ý xin mến chào người anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu với người anh em một cái con đại bãi 4 kênh của hãng Digi Synthetic ha. Một cái thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc nha anh em. Cái con này là đẩy bãi nội địa của Trung Quốc. Digi Synthetic DBK 3.1. 3.1 là hệ thống loa gồm có 4 cái loa, trong đó có một cái loa sub, một cái loa center và hai cái loa led rail. Đây nè anh em, sub này, center này, led rail ha. Hai cái loa led rail là hai cái loa full. Loa center là loa kiếm âm và loa này là loa super bass. 4 kênh ha. 3.1. Rồi. Mặt trước thì còn rất là đẹp ha, chưa có sơn dầm vé gì hết. Bãi về nó đẹp lắm. Đó anh em thấy không? Đẹp. Ruột gan thì tháo ra là mới rời rời luôn. Đó, quạt gió chạy im ru luôn ha. Đó, anh em thấy hai quạt chạy mà đâu có nghe tiếng đâu không? Đó, hàng thì đẹp, đẹp tinh tươm. Rất là đẹp. Nguồn này là nguồn biến áp ha, biến áp. Đó, biến áp thấy quẹo biến áp chất lượng không? Rất là đẹp luôn ha. Đó, mình đậy nắp lại cho nó an toàn ha. Con này là công suất 4 kênh ha. Ba kênh này led rail center là mỗi kênh như vậy là 600W một kênh. Thì mỗi kênh như vậy anh em đánh cho mình một cái loa 4 tấc thoải mái ha. Một cái loa 4 tấc con 100 đổ lại là thoải mái, hoặc là một cặp full 30. Rất là thoải mái. Còn cái loa sub này là công suất 800W một kênh. 800W một kênh thì anh em có thể đánh ngon lành nhất là một cái quẹt sub 50. Một cái quẹt sub 50 con 100 đổ lại là ngon. Đó. Thì cái này là phân khúc chơi phòng hát, chơi karaoke gia đình ha anh em ha. Con này thì tình trạng hàng hóa nó đẹp riêng nguyên bản. Đẹp riêng nguyên bản, anh em nhìn cái mạch nó đẹp không? Nó tinh tươm. Điện áp rất của tủ rất là cao ha, điện áp tới 100V 10.000 microfarad. Đó, anh em thấy chưa? Chung hàng thì sạch sẽ, đẹp tinh tươm. Đó. Mặt sau nó đây ha. Đây mặt sau đây ha. Đó. Hai kênh led rail này, kênh center này, kênh sub này ha. Center sub thì mình đang đợi trống, mình đang đấu vô kênh led rail thôi ha. Và mình đang ghép với một đôi loa lắc. Đôi loa lắc sử dụng driver của 18 sao BNC, 18 sao Italy ha. Italy. Italy toàn tập nha anh em. Hàng lắc thì thương hiệu của Mỹ nhưng mà được lắp ráp và sản xuất tại Trung Quốc. Đó, cái chi tiết nội thất và giá cả thì mình cũng đã báo trong cái clip trước. Thì tiện đây mình cũng nói luôn, thì đôi loa lắc này đang bán với giá 18.500.000 một đôi ha. Rất là xịn nha, dry châu Âu. Đó, rất hay. Mình quay anh em cảm nhận nó đánh bách rất là mềm và tiếng chép rất là tơi, rất là hay. Đôi này mà ghép với con đẩy này nữa hát karaoke nghiêu ngao gia đình là nhất luôn ha. Và con đẩy này hôm nay mình đang bán giảm giá với giá là 4.800.000 đồng anh em ha. 4.800.000 đồng một con đẩy 4 kênh, rất là hợp lý cho anh em chơi gia đình phân khúc vừa và nhỏ ha. Đó. Có sub riêng, center riêng, led rail riêng, gắn con van số nữa là nhất nhất nách luôn ha. Mọi chi tiết người anh em vui lòng liên hệ ha, 0909 043679. Thân ái chào người anh em.